Hello, what's good? Chào mừng các bạn trở lại với channel của Chucky Nguyễn. Thì thực ra các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Dành cho những ai chưa biết thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip viral trên mạng. Thì không mất thời gian của các bạn nữa, tới phần intro thôi nào. Let's go! Ok, thì như tựa đề của video thì hôm nay mình sẽ react cho cái MV cực kỳ gọi là nóng hổi, cực kỳ mới của Logi luôn và Last Five Crew. Hình như mình theo mình nhớ không làm là Last Five Crew là nhóm nhảy của Logi và MV tên là Càng Cua, nhà hóa học Đống Đa. Ok, thì như cái đối với những cái bạn nào mà chưa biết thì trước đó mình đã có react làm vài cái reaction cho những một vài bài hát của Logi rồi, thì mình có nói là theo mình thì Logi có một cái flow cũng như là một cái style nó rất là lạ, cũng như là nó không có bị trùng với bất kỳ một ai ở Việt Nam mình cả, thì đó là một cái mà mình cực kỳ thích ở Logi luôn. Và cái thứ hai là những cái lời cái lyric của Logi thì hát ra thì mình không biết là sắp tới coi là Logi sẽ rap cái gì và cái từ tiếp theo sẽ là gì, kiểu nó rất là dị và nó rất là thú vị. Ok, thì không mất thời gian nữa, let's go. Ok, và chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Càng cua. Lại bên kia đường đua, tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua, tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa, anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua, tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua, tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa, anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tôn trọng tất cả nhưng không thần tượng ai, sao được mày chán lại đi một lượt like, chứ là tao láo có nghiên cứu, tao chả làm gì tự nhiên nhà toàn triệu view. Thằng truyền thông, thằng truyền hình chính thống, thằng quan hệ fake dù phốt để làm ăn, tao chả làm gì chuyên tự ra một đống, tao chỉ làm nhạc căng. Tao không quan tâm về Ê. bài cao phê mày thấp, có người chụp follow, tao coi anh em thật. Chị em trong nhà tao toàn người đầy sức sống, họ vừa sống tình cảm lại vừa thích lắc mông. Mà tao gọi last five để cipher đông như tao coi anh em thật. Chị em trong nhà tao toàn người đầy sức sống, họ vừa sống toàn người đầy sức sống, họ vừa sống tình cảm lại vừa thích lắc mông. Mà tao gọi last five để cipher đông như cỗ, có ông bác sĩ Điệp khi tao đọc cơ sô, một tay nắn cuộc sống một tay bán hạt đỗ, xong xuôi tao về chỗ bác ra bổ halo. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua, tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua, tao ra một vơ dân tộc nhảy vào múa, anh em dưới sân đi kiểu chân như càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đường đua, tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua, tao ra một vơ dân tộc nhảy vào múa, anh em dưới sân đi kiểu tao không bao giờ chơi mà dù bờ cơ sở. Vox còn air lên mấy tờ mà lờ, nhà của tao còn nóng drop bass căng vờ cờ lờ, nó làm các em hăng máu như bờ và sờ. Mất tình bờ nên lờ, nờ hờ giờ giờ tao không mang nhà tao lên vờ tờ vờ, mua đồ lờ vờ với cả hờ và mờ, xong chửi đờ và mờ mày làm cờ lờ cờ tờ. Khi tao kinh doanh diệu tao tự mua tao thắng. Damn, cái khúc này đỉnh quá. Oh shit. MV nhìn cũng xịn nữa. Cái khúc này là chơi kiểu chơi kiểu dùng 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 từ viết tắt và kiểu cái âm cuối cùng là chữ ờ nữa. Damn. Dưới sân đi kiểu tao không bao giờ chơi mà dù bờ cơ sở. Flex con air lên mấy tờ mà lờ, nhà của tao còn nóng drop bass căng vờ cờ lờ, nó làm em hăng máu như bờ và sờ. Mất tình bờ nên lờ, nờ hờ giờ giờ tao không mang nhà tao lên vờ tờ vờ, mua đồ lờ vờ với cả hờ và mờ, xong chửi đờ mà mờ mày làm cờ lờ cờ tờ. Khi tao kinh doanh hàng riêng tao tự buồn tao tự thắng, cặp đôi flow tao bán căng nhường chẳng, lấy trăm đến 500 xong tao làm nó mang thai, nếu mỗi tờ để sinh đôi là tao hưởng cả gia tài, tao ra ba bài là đủ quà. Damn. Boss man. Lấy trăm tờ 500 xong tao làm nó mang thai. Mỗi tờ để sinh Nếu mỗi tờ đẻ sinh đôi thì tao hưởng cả gia tài. đôi
là tao hưởng cả gia tài, tao ra ba bài là đủ qua mấy thằng cha xuống đây ngồi ba hoa về hip hop ở mấy quán chặt đá. Nếu mày nghiện beef nên thì Lady Gaga mặc váy thì bỏ mà diss tao ngồi xem ở hàng gà. Tao bên còn lại bên kia đừng đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một phơ dân tổ nhân vòng mùa. Anh rời sân đi kiểu chiến càng cua. Tao đi một bên còn lại bên kia đừng đua. Tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua. Tao ra một phơ dân tổ nhảy vòng mùa. Anh rời sân đi kiểu chiến càng cua. Hey, let's go. Trời em, cái khúc này làm mình nhớ đến một cái MV của Đen quá. Cái MV tên gì mình quên mất tiêu rồi, mà Đen cũng có trên chiếc trực thăng á. Oh shit. Wow. Trước tiên thì cái MV theo mình thấy thì cũng khá được gọi là đầu tư khá là ok đó chứ. Về âm thanh, về hình ảnh, nhất là cái beat có cái tiếng sáo mình rất là thích. Còn về Logi thì như các bạn đã thấy rồi đó, thì Logi lúc nào cũng sử dụng những cái flow cũng như là những cái cách chơi từ nó rất là lạ. Mình nghĩ là cái điểm nhấn của cái bài này là ngay cái chỗ mà chơi ngay cái verse mà bờ cơ sờ, bờ cơ lờ, vờ tờ vờ, hờ và mờ. Nhạc của Logi á, lúc nào cũng nghe là mình biết là người này là Logi nè. Và kiểu không có bị giống như là nghe lúc sẽ có một vài rapper là bạn nghe là bạn nói là cái màu nhạc này giống người này người kia, nhưng mà đối với mình Logi là một cái màu riêng luôn. Đó là một cái mà mình rất là thích ở Logi. Và cái lễ làm mình thích Logi đó nữa là Logi biết cũng biết nhảy rồi cái thứ nữa. Mình cực kỳ thích những cái người mà kiểu đa tài rồi cái thứ á. Mình mong là sắp tới thì Logi trong năm 2022 này Logi sẽ ra nhiều cái MV hơn để mình có sản phẩm để mình làm reaction. Và mình cũng chưa biết cái video này mình sẽ được upload khi nào nữa, nhưng mà mình mong là mình sẽ được nhận cái sự ủng hộ từ các bạn khi mà mình upload lên. Và dành cho những ai chưa xem qua cái MV này hoặc là muốn xem lại cái MV này thì mình có để một cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào. Ok, kéo xuống một tí xíu thì các bạn sẽ thấy cái link Facebook, Instagram và TikTok của mình. Thì nếu mà có thương mình thì cho mình một follow và một like nhé. Nhớ like cái video này nữa. Và đó là cái reaction của mình cho cái video này. Còn cái khúc mà lắc mông thì tự hiểu nha. Ok, thì như mọi khi mình chúc các bạn sẽ có được một ngày thật là vui vẻ bên gia đình, bên người thân, và lan tỏa cái sự vui vẻ đó sang cho mọi người. Ok, thì chúc mừng năm mới và peace and I'm out. Bow.